Đặt trước mặt bạn là một cây bút chì và một chú chó. Nhân vật điện ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là ai? Có thể là ai ngoài John Wick và giai thoại bế kẻ khác lên bàn thờ bằng một cây bút chì nhỉ? Ngày hôm nay, hãy cùng phê phim trở lại thế giới sát thủ với một phần tiền truyện trong comics và 3 phần phim đã được công chiếu nhé. Lưu ý, video này không có tác dụng thay thế trải nghiệm xem phim, nên chúng mình khuyến khích các bạn hãy tự bỏ thời gian và tận hưởng trọn vẹn John Wick. Trong phần tiền truyện comics, quá khứ của John Wick đã được hé lộ chủ yếu qua những ký ức rời rạc của anh khi còn là một cậu bé sống ở thị trấn El Sorrel, California, Mỹ. Lần nọ, khi băng đảng tội phạm Three Bills thực hiện một phi vụ buôn ma túy ở El Sorrel, John Wick đã vô tình ăn trộm một chút hàng của chúng. Điều này đã chọc giận Calamity, đồng phạm của Three Bills, một kẻ giết người chỉ để vui. Khi phát hiện John ăn trộm, Calamity đã vác hỏa lực thiêu rụi cả một ngôi làng. Cả làng gần như không còn ai sống sót, nhưng John vẫn may mắn thoát nạn, trưởng thành và đi tìm Three Bills để tính sổ. Trong hành trình trả thù Three Bills, John Wick đã tình cờ cứu mạng Sharon, nhân viên lễ tân của khách sạn Continental New York. Nói thêm một chút về Continental, thì đây chính là một hệ thống khách sạn phục vụ giới sát thủ, đáp ứng được mọi nhu cầu kể cả y tế hay cung cấp vũ khí giết người. Đặc biệt, có một luật lệ mà ai cũng phải nhớ, đó là không được giết người trên đất của Continental. Tuy nhiên, nó vẫn phải chịu một phần kiểm soát của High Table, một hội đồng tối cao với 12 ông trùm đến từ 12 gia tộc mafia khét tiếng nhất trên thế giới. High Table cũng là nơi đưa ra luật và giám sát sự vận hành của thế giới ngầm, đảm bảo những sát thủ sẽ không sống như một bầy động vật chỉ biết giết chóc. Quay trở lại với hành trình trả thù của John Wick, không chỉ quen Sharon, quá trình tìm kiếm và giết Three Bills còn khiến anh dính vào âm mưu của Maria, một bà trùm quản lý rất nhiều sát thủ chuyên nghiệp, bao gồm cả mục tiêu mà John đang ngắm đến. Sau khi giết một trong ba tên Three Bills, John Wick trở thành vì sao vụ sáng, đồng thời là cái gai của toàn thế giới ngầm. Tổ chức nào cũng muốn kéo anh về phía mình, nhưng đồng thời cũng muốn trừ khử anh. Maria cũng không phải ngoại lệ. Bà ta điều khiển Three Bills, gián tiếp thả xích cho con thú hoang Calamity để hắn đến gặp John Wick với mục đích khiến anh bốc hơi khỏi thế giới hoặc bắt anh phải làm việc cho mình. Cuối chuyện, John Wick trả thù được Three Bills, nhưng đồng thời cũng rơi vào vòng xoáy chết chóc không hồi kết mà Maria đã giăng ra. Tiền truyện John Wick kết thúc ở cảnh anh được Sharon hướng dẫn chọn áo chống đạn và vũ khí cho nhiệm vụ tiếp theo. Phần tiền truyện trên giới thiệu một phần quá khứ của John Wick, chứ không nối ngay vào 3 phần đã được chiếu rạp. Vì phần đầu của loạt phim bắt đầu ở thời điểm sau khi John đã nghỉ hưu được 5 năm. Khởi đầu bằng sự kiện Yosef, con trai của tên trùm xã hội đen khét tiếng Viggo Tarasov chạm mặt John Wick tại một cây xăng. Thèm muốn chiếc Mustang độc nhất vô nhị của tay sát thủ về hưu, tên trẻ trâu đã đưa ra quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình. Đêm đó, gã đồng bọn đột nhập vào nhà và tấn công John Wick với mục đích cướp xe, nhưng chúng lại giết chết chú chó yêu quý của gia chủ. Quá đen cho đội bắn kèm, vì đối tượng chúng chọn là một sát thủ hàng đầu thế giới ngầm. Chưa kể, đây còn là thời điểm cực kỳ nhạy cảm của John Wick khi anh vừa mất đi người vợ yêu dấu của mình vì một căn bệnh hiểm nghèo. Chú chó Daisy chính là món quà cuối cùng mà vợ anh để lại, như một người bạn đồng hành để san sẻ bớt nỗi cô đơn khi cô ra đi. Vì thế, khi chứng kiến Daisy bị giết một cách tàn nhẫn, anh quyết tâm sẽ trả thù từng tên đốn mặt một. Viggo Tarasov, ông trùm băng đảng xã hội đen Nga ở New York, khi nhận ra những hành động dại dột của con trai mình, đã không giấu nổi sự sợ hãi. Sau khi giải thích cho thằng con ngu ngục rằng nó đã động vào sát thủ số một thế giới, Viggo gọi điện cho John Wick với hy vọng sẽ thuyết phục được anh từ bỏ việc trả thù. Thế nhưng, John lại lạnh lùng từ chối. Việc này buộc Viggo phải cử một biệt đội 12 người đến tận nhà chăm sóc anh, nhưng một mình John đã cho cả lũ ăn no kẹo đồng. Viggo sau đó treo thưởng 2 triệu đô cho bất kỳ ai giết được John Wick, còn John thì nhanh trí đến trú ẩn tại khách sạn Continental. Tại đây, anh gặp Winston, chủ của khách sạn, và biết được rằng Yosef đang ẩn náu tại hộp đêm The Red Circle. John Wick đến đó để truy lùng Yosef, nhưng đã để hắn chạy thoát. Anh quay trở lại khách sạn Continental để chữa trị vết thương sau màn giao tranh đẫm máu. Rồi, khi John Wick đang ăn giấc nồng, một sát thủ nữ tên là Perkins đã đột nhập vào phòng để giết anh, bất chấp luật lệ của khách sạn. Marcus, một người bạn cũ của John Wick đã đánh động để John thức dậy và thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi khống chế và tra hỏi Perkins, anh biết Viggo đã giấu tất cả tiền bẩn ở dưới một nhà thờ. Để Perkins lại cho Harry, một sát thủ khác trông coi, John tìm đến nhà thờ và đốt cháy tất cả, biến hàng núi tiền và những tài liệu quan trọng của Viggo thành tro bụi. Viggo hay tin, ngay lập tức có mặt cùng người của mình, nhưng không hề biết rằng John đã phục kích sẵn. Sau màn giao tranh nảy lửa, John Wick đã bị bắt. Viggo ra lệnh giết anh và rời đi. Nhưng một lần nữa, John Wick lại được Marcus cứu. Sau khi trốn thoát, John đuổi theo và khống chế được Viggo, bắt hắn ta phải khai ra nơi trú ẩn của con trai.
John tìm đến nơi và giết chết Joseph, hoàn tất việc trả thù. Trong khi đó, Perkins tại khách sạn Continental đã giết chết Harry và chạy thoát. Cô nói cho Viggo biết Marcus đã trợ giúp John Wick, trong khi ông đã giao kèo với Viggo là sẽ giết nhân vật chính. Viggo cử người đi bắt Marcus về và giết chết anh, sau đó gọi điện cho John Wick để thông báo sự việc, nhằm dụ anh đến cái bẫy của Perkins. Tuy nhiên, cô nàng sát thủ bị Winston ra lệnh xử bắn, vì cô đã vi phạm nội quy khi giết chết Harry trong khuôn viên của khách sạn. Winston sau đó thông báo cho John rằng Viggo đang trên đường tẩu thoát bằng trực thăng. Anh phóng xe đến bến cảng, nơi tên trùm chuẩn bị chạy trốn và giết hết những tên thuộc hạ cuối cùng của hắn. Cuối cùng, chỉ còn lại John Wick và Viggo. Hai người đã có một cuộc đấu tay đôi dưới mưa gay cấn hơn The Notebook rất nhiều. Sau một hồi giao tranh, John bị Viggo đâm trúng bụng, nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu và đã hạ gục Viggo. Trên đường về nhà, John dừng chân tại một phòng khám thú y để băng bó vết thương và mang theo về nhà một người bạn đồng hành mới, một chú chó pitbull màu đen. Tiếp nối những sự kiện xảy ra trong phần đầu tiên, John Wick 2 bắt đầu với việc John đi tìm lại chiếc Mustang của mình, hiện đang nằm trong địa bàn của Abram Tarasov, em trai của Viggo. John hạ gục hết thuộc hạ của Tarasov trong cuộc giao chiến dữ dội, khiến chiếc Mustang bị dập nát. John sau đó chấm dứt mối thù với nhà Tarasov sau khi tha mạng cho Abram. Anh trở về nhà và chôn đống vũ khí dưới nền nhà một lần nữa. Sau đó, John giao chiếc Mustang cho Aurelio sửa chữa. Những tưởng John có thể quay về với cuộc sống yên bình, nhưng thế giới của John là thế giới của những kẻ đi săn. Khi mùi máu dậy lên, rất nhiều những con cá mập khác sẽ lập tức đánh hơi và tìm đến. Ngay trong đêm hôm đó, John Wick đã đón nhận một cuộc viếng thăm đột ngột từ Santino D'Antonio, một tên trùm tội phạm người Ý. Chúng ta sau đó biết được rằng, để hoàn tất nhiệm vụ bất khả thi giúp anh rời bỏ thế giới sát thủ, John đã phải nhờ đến sự trợ giúp của Santino và lập một lời thề huyết ấn. Đây là một vật mang hình dạng giống chiếc huy chương, chứa dấu tay máu của người mang nợ, được coi như khế ước chung của thế giới ngầm. Khi được yêu cầu, người mang nợ sẽ phải thực hiện mọi thứ để trả lại ân huệ của chủ nợ. Nếu không thực hiện, sẽ phải trả giá bằng cái chết, theo luật của High Table. Santino dùng huyết ấn yêu cầu John làm giúp hắn một việc, nhưng John từ chối với lý do mình đã bỏ nghề. Santino sau đó phá hủy ngôi nhà của John bằng một khẩu súng phóng lựu. Lần này, chú chó Pitbull đã may mắn sống sót. John cùng chú chó của mình tìm đến khách sạn Continental ở New York. Winston đã nhắc cho John nhớ hai nguyên tắc không thể bị phá bỏ. Thứ nhất là không được giết chóc trong Continental. Và thứ hai là không được từ chối lời thỉnh cầu huyết ấn. John sau đó đồng ý đến gặp Santino để nhận nhiệm vụ. Santino muốn John giết chết chị gái của hắn là Gianna để hắn có thể thay thế chị lên nắm quyền ở hội đồng tối cao. Santino cũng không quên gửi Aris, nữ vệ sĩ bị cầm của hắn, đi theo để giám sát John. John Wick bay đến Ý và trú tại khách sạn Continental ở Rome, chính là địa bàn của Gianna hoạt động. John thâm nhập vào một bữa tiệc của Gianna và đối mặt với cô ta. Đối diện với cái chết, Gianna lựa chọn cắt cổ tay tự vẫn. Xong, John vẫn bắn thêm một phát súng vào đầu cô, coi như để hoàn thành nhiệm vụ với lời thề huyết ấn. Trong khi rời đi, John bị đám thuộc hạ của Santino phục kích, chúng muốn giết anh để bịt đầu mối. John tiêu diệt phần lớn bọn chúng, rồi sau đó anh lại bị Cassian, vệ sĩ của Gianna đuổi theo. Cả hai người đánh nhau cho đến khi rơi vào khách sạn Continental tại Rome. Và cũng giống như khách sạn Continental ở New York, quy tắc cấm giết chóc trong khuôn viên khách sạn cũng được áp dụng ở đây. Cả hai cùng nhau uống rượu và Cassian thề sẽ trả thù cho Gianna. An eye for an eye, John. John Wick quay trở về New York. Santino lấy lý do muốn trả thù cho chị gái, treo thưởng 7 triệu đô cho ai giết được John, dẫn đến hàng loạt sát thủ đều truy sát John. Một lần nữa, John Wick lại đối đầu với Cassian bên trong một toa tàu điện ngầm. John Wick đã giành chiến thắng. Anh bỏ Cassian lại đó mà không giết bởi sự tôn trọng giữa hai sát thủ. Bị thương và tuyệt vọng, John tìm đến ông trùm tội phạm thế giới ngầm The Bowery King nhờ giúp đỡ. Đáng tiếc, về phần Bowery King và những thứ xoay quanh ông ta vẫn là ẩn số. Trong phim, chúng ta biết rằng ông là người đứng đầu của The Soup Kitchen và luôn thích chơi theo kiểu cổ điển, trao đổi thông tin bằng bồ câu. The Soup Kitchen có vẻ bề ngoài như hội cái bang, nhưng thực chất là một tổ chức tội phạm ngầm hoạt động dưới lòng đất. Với một số lượng lớn những người ăn xin, những người lang thang để làm tai mắt trong thành phố, The Bowery King đã thiết lập một mạng lưới dữ liệu và tình báo lớn trên khắp New York. Dùng cả bồ câu để đưa tin mà không sử dụng Internet hay điện thoại, mạng lưới của Bowery King là không thể bị theo dõi. Trước sự thỉnh cầu của John, Bowery King chữa trị vết thương và chỉ cho anh địa điểm của Santino. John giết hết các thuộc hạ của Santino và hạ gục vệ sĩ Aris của Santino trong một trận chiến bằng dao. Santino bỏ chạy đến khách sạn Continental, biết rằng luật lệ cấm giết chóc của khách sạn sẽ bảo vệ mình. Mặc kệ lời cảnh báo từ Winston, John Wick vẫn bắn chết Santino ngay trong khách sạn.
Ngày hôm sau, Winston nói rằng do John vi phạm nội quy Continental nên anh đã bị hủy bỏ tư cách thành viên và thế giới ngầm không còn chấp nhận anh nữa. Hội đồng tối cao hai table đã nâng số tiền thưởng để giết John lên gấp đôi và John sẽ bị truy sát trên toàn thế giới. Winston giúp John trì hoãn 1 giờ để bỏ chạy trước khi lệnh khai trừ anh chính thức có hiệu lực, đồng thời đưa cho anh một huyết ấn để có thể tìm sự trợ giúp trong tương lai. John Wick tuyên bố rằng anh sẵn sàng giết chết bất kỳ ai muốn lấy mạng của anh. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all. Sau đó, anh cùng chú chó Pitbull của mình bỏ chạy thật nhanh băng qua một công viên, nơi rất nhiều điện thoại xung quanh anh vang lên, báo hiệu rằng cuộc truy sát John Wick sắp bắt đầu. 20 phút trước khi lệnh khai tử chính thức có hiệu lực, John Wick đến thư viện New York để lấy chiếc vòng thánh giá và huyết ấn được giấu trong một cuốn sách. Tại đây, anh gặp Ernest, một sát thủ từng là bạn và giờ muốn lấy mạng anh. Sau một vài chiêu đầu bị lép vế trước thân hình khổng lồ của Ernest, John nhanh chóng lấy lại tinh thần và kết liễu hắn ta bằng một cuốn sách. Sau trận đánh, John Wick bị thương nên đành phải tìm đến chỗ một bác sĩ phục vụ trong thế giới ngầm. Nhận được sự giúp đỡ, John buộc phải bắn ông ta 2 viên đạn để tránh cho ông gặp rắc rối với hội đồng. Rời khỏi nhà bác sĩ, cuộc chạy trốn của John Wick chính thức bắt đầu. Ngay sau khi lệnh khai tử có hiệu lực, John Wick phải đối đầu với một băng đảng sát thủ người Trung Quốc tại một cửa hàng vũ khí và ngay sau đó là một băng người Ý. John tiếp tục phô bày kỹ năng chiến đấu thượng thừa trong những trận chiến bằng dao và bằng tay không. Sau khi xử gọn đẹp tất cả, John Wick nhảy lên con hắc mã phóng đi. Sự khốc liệt của cậu bé bút chì khiến mức treo thưởng cho mạng của anh đã tăng lên 15 triệu đô. Cả giới sát thủ sôi sục, còn John Wick thì mang theo huyết ấn và thánh giá đến gặp Director, bà trùm đứng đầu một trung tâm đào tạo sát thủ ngụy trang dưới mác một giáp hát. Ở đây, John dùng đặc ân cuối cùng mà Director còn nợ anh để đổi lấy một chuyến đi tới Casablanca. Where did you want to go? Casablanca. You'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Không phải Casablanca này đâu, mà là Casablanca này cơ. Trong khi đó, một nhân vật nữ cực ngầu xuất hiện mang theo ấn người phán xử đến gặp Winston và kết tội ông vì đã giúp đỡ John Wick. Hành động này khiến Winston bị buộc phải rời khỏi ghế quản lý ở Continental New York trong vòng 7 ngày. Người phán xử sau đó cũng đến gặp Barry King và buộc ông ta thoái vị vì đã gián tiếp ra tay giúp John Wick giết Santino. Về phần John Wick, anh đến Casablanca và gặp Sophia, một người bạn cũ và là người quản lý của Continental Casablanca. John đưa ra huyết ấn và yêu cầu Sophia đưa anh đến gặp chủ cũ của cô là Berada. John hỏi Berada về cách để có thể gặp The Elder, người điều hành High Table, với hy vọng sẽ thuyết phục được ông rút lại lệnh khai trừ. Berada nói với John rằng anh phải băng qua sa mạc và đi theo những vì sao cho đến khi không thể bước tiếp. Lúc đó, The Elder sẽ tìm thấy anh. Sau khi đưa ra lời chỉ dẫn mập mờ, Berada đòi trả công bằng một trong hai chú chó của Sophia và bị cô từ chối. Không ăn được thì đạp đổ. Berada bắn con chó, một hành động không bao giờ mang lại kết quả tốt gì trong thế giới của John Wick. May thay, con chó này đã được mặc áo chống đạn. Hành động này khiến Sophia vô cùng tức giận. Oh shit, here we go again. Cô bắn lại Berada và châm ngòi một cuộc chiến. Sau cùng, hai người chạy thoát. Sophia đưa John đến sa mạc, hoàn thành lời thề huyết ấn và chia tay từ đây. John lên đường vào sa mạc theo lời của Berada. Anh đi dọc theo cồn cát cho đến khi mặt trời lặn. Sau đó anh đi tiếp cho đến khi ngã quỵ. Cùng lúc đó, người phán xử đi chiêu mộ sát thủ ninja có tên là Zero và các học trò của anh để trừng phạt tất cả những kẻ có liên quan đến John Wick. Người đầu tiên bị tìm đến là The Director. Bà ta đọc lời thề của gia tộc Ruscaroma với hai table và nhận một kiếm xuyên qua hai bàn tay. Về phần Bowery King, do không đồng ý thoái vị nên phải nhận 7 nhát kiếm. Còn về phần Winston, ông cũng từ chối rời ghế quản lý Continental. Lúc này ở sa mạc, John thức dậy trong túp lều của The Elder. Ông ta cho John hai lựa chọn. Một là chết ở đây ngay lập tức. Hai là anh sẽ phải trở lại làm sát thủ, phục vụ hai table đến cuối đời. Tất cả những gì anh phải làm là giết Winston. John đồng ý, cam kết bằng cách chặt ngón tay đeo nhẫn cưới của mình và đưa chiếc nhẫn cho The Elder, không cần phải cầu hôn. John Wick trở về New York và chạm trán với nhóm của Zero rồi đuổi nhau đến cổng khách sạn Continental. Ngay khi Zero định vung dao lên kết liễu John, Sharon xuất hiện như một vị thần và nói: "Put your weapon down." Do lệnh khai trừ đã được rút, John được bảo vệ bởi luật cấm giết chóc trong phạm vi khách sạn nên Zero không thể ra tay. John gặp lại Winston ở Continental. Winston nói rằng ông biết John ở đây để giết ông, nhưng ông có một kế hoạch khác hay hơn. Ông thuyết phục rằng nếu John bóp cò, anh sẽ bán đi linh hồn của mình, suốt phần đời còn lại chỉ là công cụ cho hai table. Nhưng nếu theo kế hoạch của ông, anh có thể ngẩng cao đầu mà chiến đấu chống lại hội đồng, để cuối cùng chết như một người đàn ông mà vợ anh yêu mến. Ngay sau đó,
người phán xử đến để chứng kiến Winston từ chức. Nhưng từ chức thì không thể đâu, Winston đã từ chối. John Wick cũng từ chối giết Winston theo lời đề nghị của cô. Có vẻ như các quý ông của chúng ta không biết việc từ chối một cô gái sẽ mang đến hậu quả kinh khủng như thế nào nhỉ? Theo đúng chất giang hồ, người phán xử nhấc điện thoại lên, tuyên bố khách sạn Continental New York đã bị khai trừ. Giờ đây không còn luật lệ nào bảo vệ những người trong khách sạn nữa. Hai table sẽ sớm cử người đến để xử lý những ai dám làm phản. Trong lúc đó, Winston dẫn John Wick và Sharon đi vào một kho vũ khí đầy ắp súng đạn, chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu đang vẫy gọi. Những đợt tấn công liên tiếp tới từ hai table sau đó đều bị chặn đứng bởi John Wick và Sharon. John thể hiện khả năng chiến đấu và sự tập trung kinh người khi một mình cân cả tá sát thủ được trang bị tận răng. Nhận thấy tình hình xấu đi nhanh chóng, người phán xử phải gọi điện cho Winston và yêu cầu một hiệp ước hòa giải. Trong lúc đó, John Wick đi tới trận đánh khốc liệt cuối cùng, đối mặt với Zero và hai người học trò của hắn trong một căn phòng gương. Sau khi chiến thắng học trò của Zero và hạ gục hắn ta, John Wick gần như kiệt sức hoàn toàn. Anh trở về gặp Winston. Lúc này, ông ta và người phán xử đang thỏa thuận hiệp ước hòa giải trên nóc nhà. Lúc John Wick lên đến nơi, người phán xử tuyên bố sẽ phục hồi Continental và vị trí của ông chủ khách sạn. Đổi lại, Winston phải tự tay trừng phạt người bạn của mình. Ông đồng ý và bắn John, khiến anh rơi xuống từ nóc khách sạn. Người phán xử tỏ vẻ hài lòng và rời đi, nhưng sau đó cô quay lại và thông báo cho Winston rằng John đã biến mất và anh ta vẫn là mối đe dọa cho cả hai. Sau đó, cuối phim, chúng ta thấy một John Wick trong tình trạng bị trọng thương được đưa đến chỗ của Barry King. Ông ta đề cập đến một màn trả thù trong tương lai và John cũng đồng tình, mở ra tương lai với những trận chiến dự kiến sẽ vô cùng máu lửa với hai table. Vừa rồi là tất tần tật về 3 phần phim John Wick. Mới đây, phần 4 vừa được xác nhận sẽ chính thức khởi quay, đồng thời có thêm sự góp mặt của Trần Tử Đan, Diệp Vấn. Trong thời gian tới, phê phim sẽ liên tục cập nhật những tin tức xoay quanh phần phim này cũng như thế giới của John Wick. Nên hãy đón chờ những video của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.